Chương 48, Thập Niên Đăng phần 6. Mạc Tinh Thần cảm thấy ý tưởng này cực kỳ hay. Thế là chàng ta cho người canh giữ ở lối ra vào Dược Vương Cốc không rời nửa khắc, chờ Diệp Trần ra ngoài. Tuy vậy, vì mắt Thẩm Cảnh Phùng đã dần dần tốt lên, Diệp Trần không ra khỏi cốc nữa mà sốt sắng lo chữa trị cho Thẩm Cảnh Phùng. Mạc Tinh Thần và đám thuộc hạ ngồi canh rất lâu mà vẫn chẳng thấy Diệp Trần đi ra. Mạc Tinh Thần bắt đầu sốt ruột, ngồi xổm ngay lối ra vào của cốc bảo: "Người nói xem, sao bọn họ vẫn chưa ra nhỉ?" Thuộc hạ giáp nói: "Giáo chủ, hay là chúng ta tấn công bọn họ đi." Mạc Tinh Thần lấy quạt đập: "Cút." Thuộc hạ ất nói: "Chúng ta dụ họ ra xem sao ạ?" Mạc Tinh Thần thấy phương án này khá khả thi. Những gì chàng ta biết về Diệp Trần có thể gói gọn trong ba từ: ham ăn, hồn nhiên, xinh đẹp. Chàng ta rất tự tin nhắm ngay vào từ đầu tiên, dụ thuộc hạ mau mau đi mua hơn chục con vịt quay ở trấn Phúc Đức về, rồi sai họ đứng ngay trước cốc quạt cho mùi bay vào. Diệp Trần đang châm cứu cho Thẩm Cảnh Phùng, bỗng thấy mùi vịt quay, dùng tay suýt chút nữa là cắm lệch châm, lại đâm mù Thẩm Cảnh Phùng. Diệp Trần cực kỳ giận dữ: "Là ai? Là ai mà xấu xa như vậy? Nhè đúng lúc cô châm cứu thì đi mua vịt ngang qua Dược Vương Cốc." Vịt của trấn Phúc Đức thâm lừng khắp 10 dặm, chỉ cần có người xách vịt đi ngang qua là cô có thể ngửi ra mùi ngay. Con sâu thèm ăn trong bụng cô lại bắt đầu ngọ nguậy không yên. Thẩm Cảnh Phùng cũng ngửi thấy mùi vịt, mùi thơm ấy rất đậm, chắc chắn không phải chỉ đi ngang qua. Chàng nhíu mày, thấy Diệp Trần đã nhanh chóng châm cứu xong, đứng dậy bảo với chàng: "Cảnh Phùng, huynh nghỉ ngơi đi, ta có chút việc muốn ra ngoài." Diệp Trần nói thì có vẻ đứng đắn, nhưng Thẩm Cảnh Phùng cứ cảm thấy: "Cô nương." Chàng không ra nổi lòng hỏi: "Muốn ra khỏi cốc đi mua vịt quay à?" "Bị nói trúng rồi, xấu hổ quá." Thẩm Cảnh Phùng cau mày nghiêm túc nói: "Cô nương, mùi vịt này không giống tình cờ đi ngang qua. Ta e là có người cố ý gài bẫy, đang chờ cô nương ở cửa cốc." Diệp Trần cười kiêu hãnh như một nữ thần: "Ta giống người có thể bị một con vịt quay gài bẫy hay sao?" Thẩm Cảnh Phùng không đáp, dùng sự im lặng thay cho lời khẳng định. Xuân Sinh, Thu Sinh thì đứng bên cạnh cúi đầu lý nhí nói: "Sư tỷ, đừng ra ngoài thì hơn." Thì ra hình tượng của cô trong lòng mọi người đã băng hỏa đến mức này. "Được." Diệp Trần gật đầu: "Không ra, ta đi nghỉ ngơi. Cảnh Phùng, huynh cũng nghỉ đi." Nghe được cô nói như vậy, mọi người cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi Diệp Trần đi, Thẩm Cảnh Phùng đứng dậy thay đồ. Xuân Sinh giúp chàng mặc y phục và hỏi: "Thẩm công tử muốn đi đâu vậy?" "Giúp công nương mua vài thứ." Thẩm Cảnh Phùng cười: "Nàng đi ra ngoài ta không yên tâm, nhưng cứ thèm mãi thì lại khổ nàng." "Công tử sao không nói với cô nương?" "Nàng sẽ không cho ta một mình ra khỏi cốc, nhưng ta đi một mình thì sẽ nhanh hơn." Thẩm Cảnh Phùng giải thích xong, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. Chàng tới gần cửa cốc, đám thủ hạ đứng quạt mùi vịt bay vào trong lập tức báo ngay cho Mạc Tinh Thần biết: "Giáo chủ, có người ra rồi, trốn đi." Mạc Tinh Thần thấy Thẩm Cảnh Phùng tới liền hô mau: "Mau, trốn." Thế là cả đám liền trốn sạch, chỉ còn một mình Mạc Tinh Thần cầm một con vịt quay đứng đó. Thẩm Cảnh Phùng ra đến cửa cốc, lập tức người thấy có hơn chục con vịt quay. À không, là cao thủ đem vịt quay nấp ở trong rừng. Chàng không nói nhiều, đá chân vào gốc cây làm người ở trên rơi xuống. "Ôi chết tiệt!" Kẻ bị rơi xuống gào một tiếng rồi lại hét lên: "Chạy hay là giết đây?" Mạc Tinh Thần nháy mắt ra hiệu với thuộc hạ, một kẻ hô to: "Chạy!" Thế là cả đám người liền xách vịt bỏ chạy, chỉ còn trừ lại tên vừa mới bị ngã từ trên cây xuống. Hắn thấy Thẩm Cảnh Phùng bị mù vẻ nín thở, nép mình dưới đất, không phát ra tiếng động nào. Thứ hắn giỏi nhất chính là bế khí, có thể nín thở ở dưới nước tận nửa canh giờ. Thẩm Cảnh Phùng đứng một lát, không nghe thấy tiếng hít thở của đối phương thì liền bỏ đi. Đợi Thẩm Cảnh Phùng đi hẳn, Mạc Tinh Thần mới vội vàng chạy đến chỗ người nọ, kéo hắn ta từ dưới đất dậy, vỗ mặt gọi: "Lão Tam, không sao chứ?" "Giáo chủ." Lão Tam thở hồng hộc, chỉ tay về phía cửa cốc hổn hển nói: "Tới, người tới." Mạc Tinh Thần vừa ngẩng đầu lên, liền thấy cô nương mà mấy bữa nay chàng ta ngày nhớ đêm mong đang đánh xe ngựa tới đây, không nói một lời. Chàng lập tức ấn Lão Tam xuống đất trở lại: "Đừng nói chuyện, đừng động cửa. Nếu nàng ấy không cứu ta và ngươi, ta giết ngươi luôn đấy." Nói xong, Mạc Tinh Thần nhanh tay móc một túi máu ra vẩy khắp người rồi nằm lăn ra đường. Diệp Trần đánh xe ngựa thong dong ra khỏi cốc. Cô biết là họ sẽ không chịu cho cô đi, nhưng nghĩ thật kỹ thì cái loại người lợi dụng vịt quay để răng bẫy cô chắc chắn là loại bại não. Đã bại não thì có gì mà sợ. Hơn nữa công phu cô tích cóp được ở Thiên Kiếm Tông và khi làm kiếm sĩ cũng đủ để cô đối phó với cao thủ hàng đầu của thế giới này, cỡ giỏi như Thẩm Cảnh Phùng ấy.
Thẩm Cảnh Phùng không sợ hành tẩu giang hồ, cô lại càng chẳng sợ. Thế là cô thách xeo một thanh kiếm, định bụng nếu quả thực có người thì sẽ đem hết tài nghệ mình có được quả bốn thế giới ra thi thố, lặng lẽ, lén lút đi mua vịt quay. Có ai mà ngờ, vị sư tỷ kiêu ngạo, lạnh lùng, à, là coi như nền nã, có khuôn phép, làm ngoài việc ham ăn ra, lại còn biết làm chuyện lén lút, âm thầm trộm xe bỏ chạy. Diệp Trần đang ung dung thẳng tiến thì bỗng thấy một kẻ máu me gắp mình, mặc quần áo đẹp đẽ sang quý nằm ngã ở vệ đường. Ôi chết tiệt! Diệp Trần thót tim, vội vàng thúc cho ngựa chạy nhanh hơn, đi thẳng một mạch. Ngựa chạy cuốn bụi đất bay hết vào mặt Mạc Tinh Thần. Cả Mạc Tinh Thần, Lão Tam và Ba Tám đều đứng hình điếng người. Ba Tám sốt ruột hỏi, ký chủ, ban nãy ven đường có người, cô không cứu à? Cứu cứt đấy! Diệp Trần đáp ngay, tôi nói cho anh biết nhé. Cái tên đó tiếng hít thở còn khỏe lắm, thế mà khắp người lại là máu, nhìn cái là biết ngay là đồ ăn vạ. Tối mà dừng xe là không đi nổi nữa đâu. Ba Tám, anh chẳng hiểu gì hết, thế giới con người làm lái xe cũng nguy hiểm lắm, nhiều quy tắc lắm, sau này anh còn phải học nhiều. Ba Tám cảm thấy Diệp Trần nói thật chí lý, đầu gật gù liên tục. Ký chủ thật thông minh. Diệp Trần đánh xe chạy thẳng một mạch. Mạc Tinh Thần ngơ ngác đứng dậy. Lão Tam sát tới gần sốt ruột hỏi, giáo chủ, cô nương đó chạy mất rồi, làm sao bây giờ? Ta thật không ngờ. Mạc Tinh Thần quỳ rạp trên mặt đất, nhìn theo hướng Diệp Trần chạy ngày một xa, chậm chậm nói, nàng quả là một cô nương trong sáng, không chút giả bộ. Diệp Trần thẳng tiến đến trấn Phúc Đức, mới được nửa ngày đường đã ngửi thấy mùi vịt quay. Cô ngoái đầu lại nhìn theo bản năng thì trông thấy Thẩm Cảnh Phùng mặc áo trắng cầm vịt quay đang điểm chân nhanh thoăn thoắt trên cành cây chạy về phía Dược Vương Cốc. Diệp Trần gọi to, Thẩm Cảnh Phùng! Cô nương! Thẩm Cảnh Phùng đứng lại, ngoảnh đầu rồi lập tức nhảy xuống đi tới chỗ Diệp Trần, nhíu mày hỏi, sao cô nương lại tới đây? Sao huynh lại tới đây? Diệp Trần vừa nói vừa dán mắt nhìn con vịt quay trên tay chàng ta. Vội đi mua vịt quay cho ta đấy à? Thẩm Cảnh Phùng cười dịu dàng, đúng vậy, cô nương cũng đi mua vịt quay à? Diệp Trần ngượng ngùng vì bị bắt quả tang. Thẩm Cảnh Phùng đưa vịt quay cho Diệp Trần xong, cảm thấy đối phương hình như hơi hơi thẹn thùng, thấy buồn cười, bèn giơ tay xoa đầu Diệp Trần. Tóc của Diệp Trần rất mềm, lòng bàn tay vuốt lên, có cảm giác hệt như đang vuốt lông một con thú nhỏ. Trái tim Thẩm Cảnh Phùng mềm đi. Vào đi. Thẩm Cảnh Phùng thu tay nhẹ nhàng bảo, ta đưa cô nương về. Diệp Trần ôm vịt, tim đập bùm bùm, ngoan ngoãn chui vào trong xe. Diệp Trần cuốn mảnh xe lên. Thẩm Cảnh Phùng nghe tiếng động, bèn tò mò hỏi, cô nương đang làm gì vậy? Cuốn mảnh lên. Diệp Trần nói, ta muốn vừa ăn vừa nhìn huynh. Tại sao? À, tại vì huynh đẹp. Diệp Trần ngoạm một miếng đùi vịt, miệng nói ngồm ngoàm, chưa từng có ai khen huynh à? Thẩm Cảnh Phùng nghe xong liền nghiêm túc suy nghĩ, có thể là vì quen rồi nên cũng không để ý đến những lời khen đó nữa. Luận về làm bộ làm tịch, huynh xứng đáng được tôn là cao thủ hàng đầu đấy. Diệp Trần vừa gặm vịt vừa ngắm Thẩm Cảnh Phùng tán gẫu câu được câu chẳng với chàng ta. Khi Dử Vương Cốc đã ở ngay trước mặt, đột nhiên có tiếng người quát to, chờ đã! Diệp Trần bị giật mình bởi tiếng quát to, miếng thịt nghẹn lại ở cổ, ho khan sù sụ. Thẩm Cảnh Phùng vội dừng xe, quay đầu lại, cô nương! Diệp Trần nghẹn thịt mất một lúc mới trở lại bình thường, bực mình quát, ai nói đó? Cô nương! Mạc Tinh Thần bước ra, ô thì ra là cô. Diệp Trần sửng sốt, liền đó thấy Mạc Tinh Thần quay sang nhìn Thẩm Cảnh Phùng, lập tức thay đổi thái độ, kéo kẻ mặt mũi bị đánh sưng phù đang đứng thở không ra hơi lại hùng hổ quát, Thẩm Cảnh Phùng, công tử vô cớ đánh trọng thương người hầu của ta, món nợ này nên tính như thế nào đây? Thẩm Cảnh Phùng nhíu mày không đáp. Diệp Trần ngạc nhiên thốt lên thành tiếng, thì ra kẻ định ăn vạ hôm nay chính là huynh à? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đứng hình. Thẩm Cảnh Phùng cười khẽ hỏi, vị này là người hầu của Mạc công tử à? Mạc Tinh Thần tỉnh táo lại đáp, phải, đây là người hầu của nhà ta. Hắn đi mua vịt quay ngang qua cửa Dược Vương Cốc, công tử vừa đi ra liền đánh hắn thành ra thế này, công tử không muốn giải thích gì sao? Đây là huynh đánh á hả? Diệp Trần dè dặt hỏi. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, phải. Vì sao? Dáng vẻ khả nghi, mai phục ở ngoài cốc, không giống người tốt. Lý do rất đầy đủ. Diệp Trần quay sang hỏi Mạc Tinh Thần, các huynh mai phục ngoài cốc để làm gì thế? Bọn ta không mai phục. Mạc Tinh Thần vội đáp, bọn ta chỉ đi ngang qua thôi. Diệp Trần lại nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng mặc kệ bọn họ, nói thẳng, cô nương, chúng ta về thôi. Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đánh ngựa chuẩn bị đi. Lão Tam bất ngờ ngã lăn ra đất rên rỉ như sắp chết. Diệp Trần bỗng nhiên nhớ tới khóa học mỗi ngày một việc tốt,
bèn nói với Thẩm Cảnh Phùng, khoan đã, Cảnh Phùng, chúng ta không thể như vậy được, phải có lòng hướng thiện, là một người của chính phái, thấy có người bị thương, cần tích cực tương trợ. Nào, Cảnh Phùng, huynh giúp Mạc công tử đỡ vị kia dậy, theo chúng ta cùng vào cốc nhé. Thẩm Cảnh Phùng nhíu nhíu mày, muốn nói nhưng đã bị Diệp Trần nói áp trước. Cảnh Phùng, chúng ta phải làm người lương thiện. Đúng đúng, Mạc Tinh Thần đã khiêng Lão Tam lại gần xe ngựa. Hai mắt nhìn Diệp Trần sáng như sao xa. Cô nương nói rất đúng, cô nương xin nhường lối, để ta tự khiêng người lên xe, không cần tới phiền Thẩm công tử. Nói xong Mạc Tinh Thần liền dẫn tới, Diệp Trần vội vàng tránh ra. Mạc Tinh Thần thả Lão Tam vào trong xe, Diệp Trần lập tức đi chẩn bệnh cho Lão Tam. Trao đổi câu được câu trăng với Mạc Tinh Thần, Thẩm Cảnh Phong ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt rất lạnh lùng. Sau khi đưa đám người Mạc Tinh Thần vào cốc, Diệp Trần dồn mọi tâm tư để chữa trị cho Lão Tam. Lão Tam bị trúng hai đòn, rõ ràng không phải do cùng một người làm. Diệp Trần vừa kiểm tra vết thương vừa hỏi Mạc Tinh Thần đang chống cằm, ngồi đối diện nhìn mình. Rõ ràng hắn bị hai người đánh, tại sao huynh nói là một mình Thẩm công tử đánh? Ta chưa hề nói là một mình Thẩm công tử đánh mà. Mạc Tinh Thần khoái chí ngắm nhìn nhan sắc của Diệp Trần, cả người nhẹ bẫng lâng lâng. Thẩm công tử là một hung thủ trong số đó, ta bắt gặp liền ra tay ngăn lại. Thế còn một hung thủ nữa đâu? Không biết. Mạc Tinh Thần hơi chột dạ, đổi sang đề tài khác. Cô nương, vết thương này của hắn phải bao lâu mới khỏi? Huynh yên tâm, Diệp Trần đáp dứt khoát, y thuật của ta không tồi, 3 hôm là khỏi. Đừng! Mạc Tinh Thần bật thốt, hãy chữa lâu lâu một chút, cho hết bệnh tận gốc luôn đi. Cứ chữa 3 tháng nhé, cô nương thấy sao? Diệp Trần ngớ người thuận miệng đáp lại, vậy tiền Trần bệnh ta chi? Mạc Tinh Thần đáp ngay, cô nương, ta có tiền, ta chi? Thật sự có cảm giác trên mặt người này viết rõ 4 chữ, thằng ngốc lắm tiền. Diệp Trần ho nhẹ một tiếng, thực ra không cần lâu đến thế đâu. Không, cô nương. Mạc Tinh Thần bước tới gần Diệp Trần, đôi mắt chân thành chan chứa. Cô nương không biết đấy, được ở lại bên cạnh cô nương là việc mà tại hạ ngày đêm đều ao ước. Tại hạ nguyện đổi hết núi vàng núi bạc, chỉ mong được sớm chiều bầu bạn với cô nương. Diệp Trần dại dà, mặt của Mạc Tinh Thần đã gần trong gang tấc. Đôi mắt đa tình của chàng ta lúc nhìn cô cho cô cảm giác như thể nó là tình cảm chân thành độc nhất. Sao sáng trăng vằng vặc, ánh sáng chan hòa khắp nơi. Diệp Trần nhìn vào đôi mắt đó, đầu óc dần trở nên mụ mị. Mạc Tinh Thần chậm chậm kề sát lại. Đúng lúc sắp hôn được thì bỗng có tiếng gọi, cô nương. Diệp Trần quay ngoắt đầu lại, vẻ mặt thản nhiên, ô, Thẩm công tử. Thẩm Cảnh Phùng đứng im cầm một chiếc khay trên tay, cô nương, thu sinh nói lấy nấu đường phèn đã được rồi, ta nhờ ta đem tới cho cô nương. Chàng nói rất tự nhiên, miệng luôn mỉm cười, chẳng biết là có nhìn thấy cảnh vừa rồi hay không. Chẳng hiểu sao Diệp Trần lại thấy hơi chột dạ, chào Mạc Tinh Thần rồi bước ra ngoài, đón chén lấy nấu đường phèn từ tay Thẩm Cảnh Phùng rồi nắm tay áo, dắt chàng đi về hướng phòng mình. Mạc Tinh Thần đứng đằng sau hai người, tay chống cằm nhìn họ đi xa. Dưới ánh đèn đuốc, chàng trai kia quay đầu, đôi mắt mù lòa dường như bỗng sáng trở lại, khiến ai nhìn thấy cũng lạnh cả người. Mạc Tinh Thần thoáng giật mình rồi liền bật cười thành tiếng. Diệp Trần nắm tay áo của Thẩm Cảnh Phùng, dẫn đường cho chàng ta, miệng nói không ngừng. Loại chuyện này ra lại để huynh làm chứ, thu sinh lại lười rồi phải không? Thu sinh còn vướng bệnh nhân. Thẩm Cảnh Phùng thong dong trả lời. Giờ ta cũng không có chuyện gì làm, giúp cô nương làm chút chuyện là điều nên làm. Nói xong, chàng dựa vào tiếng nói để xác định vị trí khuôn mặt của Diệp Trần. Cô nương đang chẩn bệnh cho thuộc hạ của Mạc công tử à? Vâng. Diệp Trần cũng không hiểu nổi tại sao mình vẫn thấy hơi chột dạ, nhưng nghĩ tới sự nghiệp cải tạo nhân vật phản diện, bèn tận dụng cơ hội để nói. Ta cảm thấy thế giới này tràn ngập tình yêu thương. Thẩm công tử, chúng ta là người giang hồ, tất nhiên phải giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha, huynh thấy có phải không? Cô nương nói phải. Thẩm Cảnh Phụng mỉm cười. Đúng lúc này bà Tám nhắc nhở, độ thiện cảm -2, hiện tại còn 25. Diệp Trần đơ ra, độ thiện cảm tăng chỉ toàn không phẩy mấy, không phẩy mấy, không phẩy mấy, giảm thì nhanh thế, có biết cô kiếm được 2 điểm đó vất vả thế nào không hả? Thẩm Cảnh Phụng không biết vẻ mặt lúc này của Diệp Trần, hướng mặt về phía phòng cô và bảo, cô nương vào ăn chút gì đi, đêm khuya rồi, Cảnh Phùng xin cáo lui. Đợi đã. Diệp Trần bặm môi, hơi hơi tủi thân. Sao huynh lại không vui? Hả? Thẩm Cảnh Phùng ngước lên tỏ ra khó hiểu. Tại sao cô nương lại nghĩ là ta không vui? Chàng hỏi lại rất tự nhiên, rất thờ ơ, khiến trong thoáng chốc, Diệp Trần đâm ra nghi ngờ. Bà Tám, có phải anh bị hỏng rồi không?
Trông chàng ta chẳng có vẻ gì là giảm điểm thiện cảm hết mà. Cô đừng có tin hắn. 38 trả lời, hệ thống giám sát chỉ số thiện cảm của nhân vật phản diện của tôi đã được nâng cấp lên bản tối ưu nhất, tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Nghe 38 trả lời như vậy, Diệp Trần thở dài, đưa bát lê nấu đường phèn tới trước mặt Thẩm Cảnh Phùng, mở nắp đậy ra xúc cho chàng ta một thìa đưa tới tận miệng. Thẩm Cảnh Phùng ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thìa lê nấu đường phèn đó rồi mới hỏi, cô nương, có ngọt không? Ngọt. Thẩm Cảnh Phùng không hiểu Diệp Trần có ý gì. Diệp Trần lại đút tiếp một thìa nữa cho chàng, nói rất nghiêm túc, đã ngọt rồi thì đừng khó chịu nữa nhé. Thẩm Cảnh Phùng không đáp, chàng cũng mắt lảng tránh. Đúng lúc này 38 trong đầu cô lại thông báo chỉ số thiện cảm cộng 2, điểm hiện tại 27. Chàng không biết mình bị làm sao mà khi nghe Diệp Trần nói như vậy lại được nàng đút cho từng thìa lê nấu đường phèn. Chàng cảm thấy vị ngọt của lê nấu đường phèn dường như ngấm vào tận đáy lòng, một chút chua xót mới vừa rồi cũng dần dần tiêu tan. Chàng rất muốn nhìn thấy dáng hình của người trước mặt, chàng rất muốn thử hỏi nàng, đối với nàng có phải ai cũng giống ai, bất kể là ai ngã trong bụi cỏ, nàng đều sẽ cứu, sẽ chăm sóc chu đáo như vậy, rồi được nàng dắt tay từng bước một rời khỏi chốn thế giới tối tăm này. Thế nhưng những lời này đâu thể hỏi, chàng chỉ có thể lặng lẽ chôn giấu nó dưới đáy lòng, lặng lẽ chờ đợi. Diệp Trần cứ thế đút hết cả bát lê nấu đường phèn cho Thẩm Cảnh Phùng, rồi kéo ống tay áo chàng ta, tiễn chàng về. Thực ra chàng ta đã không cần cô phải dắt tay đi như vậy nữa. Có điều Diệp Trần để ý thấy, dắt đi như thế này, độ thiện cảm sẽ tăng nhanh hơn một chút, cho nên không tiếc công sức làm chuyện thừa thãi để kiếm điểm thiện cảm. Hai người đi được một đoạn, Diệp Trần rất muốn hỏi vì sao chàng ta không vui, nhưng lại nghĩ Thẩm Cảnh Phùng chưa chắc sẽ chịu trả lời, vì giữ sĩ diện nên không hỏi nữa. Tiễn Thẩm Cảnh Phùng về đến tận cửa phòng, đúng lúc cô quay người đi về thì chàng ta bất thình lình hỏi, cô nương phải đi xem cho Mạc công tử à? Xem cái gì? Diệp Trần ngớ ra. Thẩm Cảnh Phùng cười, tại hạ nghĩ là A Tam và Mạc công tử đều bị thương, Mạc công tử vẫn chưa được chẩn bệnh nên cô nương phải đi xem. Mạc công tử không sao cả. Diệp Trần phẩy tay, tinh thần tốt lắm, chúng tôi còn hẹn ngày mai cùng đi ăn đậu phụ ở cầu đá nữa kìa. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, vậy cô nương ngủ ngon. Diệp Trần ừ một tiếng rồi ra về. Vừa mới đi được mấy bước, 38 lại lên tiếng, chỉ số thiện cảm âm 2, điểm hiện tại 25, điểm hiện tại 25. Lòng dạ đàn ông như mỏ kim đánh bể, cô thật sự tin rồi. Đối mặt với một gã Thẩm Cảnh Phùng thích giả vờ giả vịt, giữa lúc đêm khuya thanh vắng thế này, cô quyết đi ngủ trước đã. Trong lúc xem bệnh cho A Tam, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đã hẹn xong lịch trình cho mấy ngày liền. Mạc Tinh Thần biết rõ các quán ăn ngon, các điểm đánh ngắm cảnh ở đây. Sau khi trao đổi bản đồ các quán ngon với nhau xong, họ liền nhanh chóng xác định các điểm tới. Sáng sớm tinh mơ, Diệp Trần đi thăm bệnh cho A Tam xong liền kéo Mạc Tinh Thần sáng sở chuẩn bị rời cốc. Mới ra tới cửa, cả hai đã thấy Thẩm Cảnh Phùng chuẩn bị xong tất cả, đứng trước xe ngựa, nhẹ nhàng gọi một tiếng, cô nương. Diệp Trần giật mình cố giữ bình tĩnh, Thẩm công tử đứng ở đây làm gì thế? Đêm qua cô nương nói muốn đi ăn đậu phụ cầu đá, ta đã hỏi Xuân Sinh, Thu Sinh, hôm nay cả hai đều vướng bệnh nhân không thể rời khỏi cốc, vậy nên ta sẽ đi theo bảo vệ cô nương. Cô nương muốn xuất phát luôn bây giờ chưa? Thẩm công tử không cần đi theo. Mạc Tinh Thần từ đằng sau bước tới ve vẩy cây quạt, có tại hạ ở đây, Thẩm công tử cứ yên tâm. Cũng bởi vì có Mạc công tử ở đây, Thẩm Cảnh Phùng cười dịu dàng nói thẳng thừng, tại hạ mới thấy lo đấy. Chẳng nể mặt nhau chút nào hết, hơi bị quá đáng nha. Thế nhưng chàng ta cũng hiểu Thẩm Cảnh Phùng nói phải, nếu đổi lại chàng là Thẩm Cảnh Phùng thì chàng cũng sẽ muốn làm như vậy. Mạc Tinh Thần hừ một tiếng nhảy lên xe ngựa. Thẩm Cảnh Phùng đứng cạnh xe, chìa tay cho Diệp Trần. Diệp Trần vịn tay chàng leo lên xe, Thẩm Cảnh Phùng lên xe ngựa sau cùng, dòng ngựa thẳng tiến. Diệp Trần và Mạc Tinh Thần ngồi trong xe ngựa, có thêm Thẩm Cảnh Phùng ở ngoài, không hiểu sao cứ có cảm giác lạ lạ. Cũng may Mạc Tinh Thần giỏi ứng biến, nhanh chóng tán gẫu quyền trời quyền đất với Diệp Trần. Mạc Tinh Thần rất giỏi nói chuyện, đề tài cuộc trò chuyện của hai người trải rộng khắp trời Nam đất Bắc, tiếng nói cười ríu rít lọt qua rèm cửa. Thẩm Cảnh Phùng im lặng đánh xe ngựa, lỗ tai nghe không sót một câu. Tiếng cười của người trong xe lanh lảnh như chuông ngân khiến chàng giật mình nhận ra. Lúc ở với chàng, nàng chưa từng cười vui vẻ như vậy. Trước mặt chàng, nàng luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, dường như đang phải áp chế bản tính vốn có của bản thân, đối đãi khách sáo như với một người lạ. Chàng không nén nổi tiếng cười bật ra, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh khác. Diệp Trần và Mạc Tinh Thần chỉ trong mấy ngày đã ăn hết các quán ăn ngon quanh vùng,
Lúc nào cũng vậy, Thẩm Cảnh Phùng đánh xe ngựa, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đi ăn. Ban đầu ba người còn rụt rè, sau vài lần, Diệp Trần và Mạc Tinh Thần bắt đầu thả ga, ăn hết món nọ đến món kia. Mạc Tinh Thần thật sự cảm thấy Diệp Trần cực kỳ hợp tính với mình. Ở cùng với Diệp Trần, chàng cảm thấy thoải mái chưa từng có. Chàng cực kỳ thích ngồi xem Diệp Trần ăn. Rõ ràng là một mỹ nhân nhưng lúc ăn uống lại hoạt bát như một chú chuột hang. Chàng cũng thích ngồi xem Diệp Trần châm cứu chữa bệnh. Cảnh ấy khiến chàng có cảm giác, thì ra, giang hồ cũng có nơi bình yên như vậy. Nếu như nói ban đầu đến bên nàng là vì say đắm sắc đẹp, thì sau khi quen biết, ở cùng nhau, chàng càng ngày càng thấy nàng tốt hơn. Thế nên lúc nói chuyện, Mạc Tinh Thần đều vô thức mềm giọng hơn, làm việc cũng chu đáo hơn. Chuyện này, loại người thần kinh thô như Diệp Trần sao có thể hiểu được. Lúc Mạc Tinh Thần gắp miếng móng giò thui cho cô sẽ chỉ nghĩ Mạc Tinh Thần đúng là người tốt. Thế nhưng Thẩm Cảnh Phùng rõ ràng đã nhận ra, lúc Diệp Trần lên xe ngựa, Mạc Tinh Thần sẽ là người chìa tay ra. Lúc Diệp Trần ăn cơm thì chủ động đưa đũa, lúc Diệp Trần ăn mì sẽ giúp nàng gắp hết hành ra trước. Những chuyện này vốn đều do chàng làm, Mạc Tinh Thần đang thay thế chàng từng chút một. Thẩm Cảnh Phùng không biết gọi cảm giác lúc này là gì khi trông thấy một người tương tự mình làm những chuyện tương tự với mình. Đều là một bệnh nhân được nàng nhặt ở ven đường về, đón về cốc chữa trị rồi ở lại bên cạnh nàng. Nàng không nhận ra sự thay đổi của những người quanh mình, cũng không hiểu được thứ tâm tư của bọn họ. Cuộc đời nàng đơn giản chỉ có thể chữa bệnh cứu người, thưởng thức món ngon. Còn chàng, từng có khoảnh khắc chàng cảm thấy mình là người đặc biệt. Thế nhưng, cùng với sự xuất hiện của Mạc Tinh Thần, chàng dần nhận ra mình dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Người ấy vốn chỉ là một người tốt, hành y giúp đời, chỉ đơn thuần là một lang y. Một người tốt đến xa vời như thế khiến Thẩm Cảnh Phùng không dám chạm tay tới, chỉ lặng lặng ngắm nàng từ xa. Mạc Tinh Thần trò chuyện với nàng, chàng im lặng. Mạc Tinh Thần lấy đũa cho nàng, chàng không tranh việc. Việc Mạc Tinh Thần không làm thì chàng mới làm, việc Mạc Tinh Thần làm, chàng sẽ im lặng lùi sang một bên. Thương thế của A Tam không nặng, thế mà Mạc Tinh Thần cũng cố thủ ở tận 2 tháng. Ma giáo liên tục gửi thư tới, dụ chàng ta về, nhất là Nguyệt Sanh, thánh nữ đương nhiệm chuyên quản lý mọi sự trong giáo, mỗi ngày một phong thư gửi tới Dực Vương Cốc thúc giục. Mạc Tinh Thần bị dục đến phát bực, cắt đứt luôn liên lạc với ma giáo, định bụng cưa đổ được Diệp Trần rồi tính tiếp. Trong khoảng thời gian này, mắt Thẩm Cảnh Phùng đã khá lên rõ rệt, chàng bắt đầu có thể lờ mờ nhìn thấy một số thứ. Có điều lúc Diệp Trần hỏi chàng, không biết xuất phát từ toan tính gì, chàng đã giấu nhẹm tình trạng tiến triển này đi. Vậy nên ngày ngày, Diệp Trần vẫn tiếp tục thoải mái cầm tay áo dẫn chàng đi. Đây là đặc quyền của riêng chàng, là sự dịu dàng duy nhất của Diệp Trần mà chỉ mình chàng được hưởng. Chàng không nói rõ được lòng của mình lúc này, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Chỉ một lòng chờ cho mắt khỏi hẳn, sẽ hoàn thành tâm nguyện Diệp Trần bảo, làm cho nàng một bữa cơm. Mùa hạ trôi qua, những cơn mưa thâm giả dích rút ngày, báo cho tất cả mọi người trong Dực Vương Cốc biết mùa thu đã về. Đêm đến, trời càng mưa dữ dội hơn. Lão Tam nhận được thư từ ngoài cốc gửi tới, ngồi trước cửa phòng Mạc Tinh Thần nói nhỏ: "Giáo chủ, không hay rồi, có chuyện lớn." "Gì?" "Vân Đà ở Tây Vực của chúng ta bị thánh giáo diệt vọng rồi, thánh nữ gọi người về xử lý." Mạc Tinh Thần biến sắc, bặm môi, cuối cùng nói: "Người đi sắp xếp đi, chúng ta sẽ về ngay." Đồng thời, phía Thẩm Cảnh Phùng cũng nhận được tin từ phái Nhạc Sơn, đệ tử của Nhạc Sơn phái cung kính thưa. Trưởng môn nói, nếu mắt sư huynh đã khỏi, tốt nhất là hãy đi cùng trưởng môn tới Tây Vực một chuyến. Ma giáo và thánh giáo chuyến này tương tàn, chúng ta tuy không nhúng tay vào chuyện của chúng, nhưng e rằng bọn chúng sẽ gây ra gió tanh mưa máu ở các thành trì để trả thù. Cần phải sơ tán dân chúng đi trước, tránh lạm sát người vô tội. Có điều trưởng môn cũng có nói, đây không phải là chuyện lớn. Sư huynh có lòng thì hẵng đi, còn nếu có chuyện khác thì cũng không bắt buộc. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, bỏ lá thư vào gần lửa. Ngọn lửa bén vào giấy, vẻ mặt Thẩm Cảnh Phùng điềm tĩnh lạnh nhạt nói: "Ta biết rồi, chờ ta thương lượng với Diệp cô nương một chút đã." Nói xong, Thẩm Cảnh Phùng đứng dậy đi tìm Diệp Trần. Trùng hợp là lúc này Mạc Tinh Thần đã đứng sẵn trước cửa phòng thuốc chờ Diệp Trần. Diệp Trần đang chẩn bệnh, lúc nàng chẩn bệnh thì không cho ai được phép quấy rầy. Mạc Tinh Thần đứng bên cửa sổ lặng lặng ngắm cô nương trong phòng. Giang hồ chìm nổi, chỉ có nơi đây là yên ổn. Chàng nhìn nàng chăm chú không rời nổi mắt, đợi hồi lâu. Cuối cùng Diệp Trần cũng khám xong rời khỏi phòng. Bắt gặp Mạc Tinh Thần, nàng rất ngạc nhiên: "Huynh đứng đây làm gì thế?" "Ta chờ cô nương." Mạc Tinh Thần cười, chỉ tay về phía hành lang: "Ta có thể vinh hạnh đi dạo đêm cùng cô nương chăng?" "Tất nhiên là có thể." Diệp Trần biết Mạc Tinh Thần có chuyện muốn nói, nên đi cùng chàng ta dọc theo hành lang.
Lá phong đổi màu, thấp thoáng những chấm đỏ tươi dưới ánh đèn. Mạc Tinh Thần vỗ vỗ cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay đắn đo nói, tại hạ đến Dược Vương Cốc đã ngoài 2 tháng, chắc cô nương cũng đã nhìn ra tại hạ tới đây không phải vì cầu y. Diệp Trần gật đầu, nếu vì cầu y thì đã sớm đưa A Tam về rồi. Mạc Tinh Thần thấy dáng vẻ thờ ơ của nàng, cười gượng, cô nương không hiếu kỳ tại hạ là vì điều gì ư? Chỉ cần không phải chuyện bất lợi cho cốc, huynh tới chơi ngắm cảnh ta không ngăn cản. Diệp Trần nhìn đối phương nói rất nhẹ nhàng, có ác ý hay không tại hạ vẫn có thể phân biệt được. Có ác ý hay không có thể phân biệt được, vậy có tình ý hay không, cô nương có nhận ra được không? Diệp Trần ngạc nhiên đứng lại, ngơ ngác nhìn Mạc Tinh Thần. Dung nhan mỹ miều của nàng hồng lên dưới ánh đèn, khuyên tai ngọc trai hình giọt nước nhẹ nhàng lắc lư. Ánh mắt của nàng như hồ trong soi bóng núi, trong suốt thấy đáy, không vẩn bụi trần, chỉ đơn giản là hơi kinh ngạc. Mạc Tinh Thần lập tức hiểu ý. Trước khi Diệp Trần kịp nói gì, chàng ôm chầm lấy nàng, cúi đầu hôn. Nụ hôn của chàng mang theo cái lạnh của ngày thu, nhẹ nhàng đáp xuống môi nàng. Trước khi Diệp Trần phản kháng thì đã kịp lùi lại, ngẩng đầu lên. Diệp Trần, chàng trịnh trọng nói, ta muốn cưới nàng, chờ ta trở về, ta sẽ đích thân tới cửa cầu thân, có được không? Diệp Trần tròn mắt nhìn, đúng vào lúc này, có động, một chiếc lá phong đỏ quen mình lìa cành rơi xuống. Diệp Trần và Mạc Tinh Thần đồng thời quay ra nhìn về phía đó, chỉ trông thấy một con mèo con đang vội vàng bỏ chạy. Sau gốc đại thụ, Thẩm Cảnh Phùng không hiểu vì sao cũng vội vàng bỏ đi. Chàng không hiểu tại sao mình phải chạy, càng không hiểu tại sao mình muốn trốn. Chỉ là vào lúc ấy, chàng cảm thấy kiếm kêu lên ong ong. Chàng muốn rời đi, muốn về Nhạc Sơn phái. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Ba Tám bực mình gào lên, chết tiệt, chỉ số thiện cảm âm 10. Diệp Trần giật bắn người, đẩy phát Mạc Tinh Thần ra, xoay người bỏ chạy. Mạc Tinh Thần ngơ ngác gọi với lại sau lưng, Diệp cô nương. Xin lỗi. Diệp Trần tạm dừng bước, thái độ nói rất nghiêm túc. Mạc công tử, ta không có ý đó với huynh. Nếu như huynh đồng ý chúng ta vẫn là bạn ăn cơm, nếu không đồng ý vậy mọi người bèo nước gặp nhau, duyên đến duyên đi là chuyện bình thường. Nói xong, Diệp Trần liền xách váy chạy thẳng một mạch đến phòng Thẩm Cảnh Phùng. Mạc Tinh Thần rậm đuổi theo thì bị Lão Tam chạy tới ngăn cản. Giáo chủ, mặc kệ đi, xe ngựa tới rồi chúng ta mau đi thôi. Đợi, không thể đợi, thánh nữ đang ở ngay cửa cốc rồi, còn không ra thì sẽ đánh vào đây đấy. Sao nàng ta điên quá vậy? Mạc Tinh Thần tức mình quát lên, xoay người đi theo Lão Tam. Thẩm Cảnh Phùng trở về phòng mình mới bình tĩnh lại được, thay đồ xong, ngồi trên nệm bộ đoàn, gác kiếm ngang trên hai đầu gối, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí. Lúc Diệp Trần bước vào phòng, chỉ trông thấy một bóng lưng, tóc dài để xõa, áo trắng như tuyết. Trong chớp mắt, thật kỳ lạ, bóng dáng quân diễn nhiều năm trước bỗng ùa về, tầm mắt tối sầm lại, Diệp Trần suýt thì ngã, chống vội vào cạnh cửa, cúi đầu thở hổn hển. Diệp cô nương. Thẩm Cảnh Phùng đưa lưng về phía nàng, tay vuốt thanh kiếm gác trên chân. Diệp Trần không đáp lời, bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy rất đè nén. Rõ ràng là một người đã từng làm tẩy trừ tình cảm, vậy mà vẫn cảm thấy tình cảm cuồn cuộn đổ về như trước, khóe mắt cay cay. Ký chủ, cô sao thế? Bà Tám hoảng hốt, có phải có vấn đề gì rồi không? Diệp Trần không trả lời, bấu chặt khung cửa, phải một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Cô bình tĩnh hít sâu một hồi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Chàng ta quay đầu lại, thái độ điềm nhiên, mắt nhìn xuống đất. Ta đang định tìm cô nương để nói lời từ biệt, không ngờ cô nương lại đến đây. Nói lời từ biệt? Diệp Trần ngơ ngác, xảy ra chuyện gì rồi? Ma giáo giao tranh với thánh giáo ở Tây Vực, Nhạc Sơn có phái phân đà ở đấy. Cảnh Phùng được trưởng môn gọi về đi bảo vệ dân chúng. Ô, vậy à? Diệp Trần gật đầu, bảo vệ dân chúng, loại chuyện này cần phải ủng hộ. Cô ngẩng đầu nhìn đối phương, thế chừng nào huynh về? Thẩm Cảnh Phùng vẫn còn nhìn xuống đất không nói gì. Diệp Trần lại gật đầu thêm lần nữa, coi như đã hiểu. Huynh không định quay lại đây nữa? Cô nương sống ở Dược Vương Cốc rất tốt, Thẩm Cảnh Phùng ôn tồn nói, tại hạ rất yên tâm. Dù sao tại hạ cũng là đệ tử của Nhạc Sơn, phải có trách nhiệm với môn phái, không thể trốn tránh. Phái Nhạc Sơn là môn phái của huynh, huynh phải có trách nhiệm. Diệp Trần nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn những giọt mưa thu tí tách bên ngoài, điềm đạm nói, thế ta là thê tử đã bái thiên đệ với huynh, sao không thấy huynh nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với ta? Mặt Thẩm Cảnh Phùng đổi sắc. Diệp Trần cảm thấy hơi hơi tủi thân. Cô cảm thấy mình đã rất nỗ lực đối xử tốt với chàng ta, thế mà chỉ số thiện cảm cứ nói rớt là rớt ngay. Tuy cô thích là người đẹp, đúng là có làm chút chuyện vì người đẹp thì cũng sẽ vui vẻ,
Nhưng không hiểu tại sao, cô vẫn luôn hy vọng những gì mình bỏ ra cũng sẽ được Thẩm Cảnh Phùng báo đáp lại. Cô đối tốt về mặt tinh thần, tốt với Tả Vô Song, tốt với Khai, với Chu Ngọc Thừa, những việc đó đều không đáng gì, tiện tay thì làm, đối phương có đối xử lại thế nào cũng không quan trọng. Thế nhưng Thẩm Cảnh Phùng thì khác, cô không chỉ vì khuôn mặt đẹp trai của đối phương, cô còn thoáng có chút hy vọng đối phương đáp lại tình cảm và những gì mình đã bỏ ra. Lúc này đây, Diệp Trần vẫn chưa hiểu được là vì sao, nhưng mất rất nhiều năm, Diệp Trần mới hiểu ra, khi một người vô tâm vô tư lại mong chờ một người khác đáp lại mình, thường không phải là vì muốn đối phương trả lại công sức những gì mình đã làm, mà là muốn tình cảm của mình được đáp lại. Có điều hiện giờ cô vẫn còn chưa hiểu, cô chỉ là cảm thấy tủi thân, nhìn những chiếc lá vòng ướt mưa bên ngoài cửa sổ, chờ đợi câu trả lời của Thẩm Cảnh Phùng, vậy mà chàng ta lại chẳng hề nói tiếng nào. Thẩm Cảnh Phùng cứ im lặng mãi, hồi lâu sau chàng bỗng nói: "Cô nương có biết, ma giáo nằm trên núi Bà Sa, núi Bà Sa một mặt giáp vực sâu. Đại điện của ma giáo nằm ngay trên vách đá, trong đại điện có một tòa tháp vàng. Dưới chân tháp có một cái đài khắc kinh văn chú ngữ. Theo truyền thuyết, nếu đem thi thể người đặt lên đài dưới chân tòa tháp vàng, thì nó sẽ vĩnh viễn không hư hại, cho dù mười mấy năm sau, thi thể sẽ vẫn sống động y như trước." Diệp Trần ngơ ngác, không hiểu tại sao tự dưng Thẩm Cảnh Phùng lại nói với mình điều này. Thực ra, ngay chính Thẩm Cảnh Phùng cũng không hiểu, cũng giống như chàng không hiểu tại sao lại nhắc đến tên của mẫu thân với cô nương này hôm lễ Vu Lan, tại sao mắt đã bắt đầu bình phục mà vẫn nói dối. Chàng luôn dằn lòng không cho phép bản thân nghĩ nhiều, vậy mà hết lần này đến lần khác, vẫn luôn nhớ tới cái đài cao khắc đầy chú ngữ dưới chân tòa tháp vàng ấy. Cô nương trước mặt nhìn chàng đầy thắc mắc, có vẻ như không hiểu điều chàng đang nói. Chàng nhắm mắt lại, nói thật chậm: "Tuy nhiên, điều kiện trao đổi là hồn phách người ấy sẽ bị giam cầm suốt đời ở đó, không thể siêu thoát, không có luân hồi." "Huynh nói chuyện này với ta..." Diệp Trần cau mày, "là có ý gì?" "Không có gì." Thẩm Cảnh Phùng cảm thấy lòng mình đắng lại, hoặc có thể nói là lạnh đi, như lạc giữa những núi băng. Đây là con đường cô độc chàng phải đi một mình, không ai có thể lệnh theo chàng, cũng không nên đi theo chàng. Chàng cười, ngước nhìn lên. "Vậy nên, ma giáo không phải là người tốt, ta phải trở về Nhạc Sơn, giúp Võ Lâm trừ ma vệ đạo, cô nương nói có phải không?" Giờ mắt chàng đã nhìn rõ, cô nương trước mặt đẫy đà hơn nhiều so với hồi mới gặp, nhưng do trước kia là nàng gầy, giờ có da có thịt lại hóa đẹp hơn. Trông bớt lạnh lùng, kiêu ngạo, lại có thêm mấy phần đáng yêu. Dường như là đang suy nghĩ, hàng mày của nàng nhíu lại. Ma giáo không ắt tất cả đều là người xấu. Đúng vậy, Thẩm Cảnh Phùng gật đầu. Vậy nên ta cũng chỉ mong sẽ giúp được chút ít người tốt mà thôi. Lý do này rất kín kẽ, Diệp Trần không tìm được lý do ngăn cản. Cô mấp máy môi, không biết làm thế nào để giữ chàng lại. Bà Tám châm thuốc hút trong đầu cô, thở dài thườn thượt. "Đây là kết quả của việc không chú tâm làm nhiệm vụ đấy, giờ sắp thất bại đến nơi rồi chứ gì." "Huynh..." Diệp Trần do dự hỏi. "Chỉ theo ta 1 năm cũng không được ư?" "Thiếu vài tháng." Thẩm Cảnh Phùng cười. "Có quan trọng lắm không?" "Quan trọng." Diệp Trần đáp quả quyết, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh Phùng. "Huynh ở bên ta, nhiều mấy tháng hay thiếu mấy tháng đều rất quan trọng." Thẩm Cảnh Phùng hơi bất ngờ, nhìn ánh mắt kiên định của đối phương, miệng lưỡi đắng nét. Chàng quay đầu đi, chậm chậm trả lời. "Nhưng tại hạ còn bề bộn nhiều việc phải làm, nếu phái Nhạc Sơn không có chuyện gì, ta sẽ quay lại. Cô nương thấy vậy có được không?" Diệp Trần thở vào nhẹ nhõm gật đầu. "Được, ta chờ huynh." Đến lúc đó, cho dù không có chuyện gì, cô cũng sẽ làm cho chàng phải có chuyện không may mới được. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, dõi mắt nhìn ra ngoài đình, cầm chiếc áo choàng bắt trên bàn, dương ô lê nhẹ nhàng bảo: "Để ta tiễn cô nương về." Diệp Trần gật đầu, Thẩm Cảnh Phùng khoác áo choàng cho nàng, che ô đưa nàng về. Giờ mắt chàng đã khỏi rồi, nàng cũng không cần phải nắm tay áo của chàng nữa. Không hiểu sao, khi đi bên cạnh chàng, góc áo cọ vào nhau, tự dưng lại thấy hơi hụt hẫng. Nàng cúi đầu nhìn góc áo chạm đi chạm lại vào nhau. Thẩm Cảnh Phùng vẫn luôn nhìn thẳng, chiếc ô vẽ hình bông lau che nghiêng về phía Diệp Trần, không để giọt mưa nào rơi trúng người nàng. Diệp Trần có cảm giác giữa hai người họ bỗng lại càng thêm xa cách. Sự xa cách khiến cho lòng nàng xót xa buồn tủi. Đi được một đoạn, cuối cùng thực sự không chịu nổi bầu không khí này nữa, Diệp Trần đưa tay nắm góc tay áo đối phương, như thể hồi mắt chàng vẫn còn chưa sáng. Thẩm Cảnh Phùng ngẩn người, cúi nhìn, không dám nói câu nào. Diệp Trần bất an nắm góc áo chàng rụt rè bảo: "Lúc đi cạnh huynh đã quen nắm góc áo của huynh rồi,
Giờ huynh sắp phải đi, để ta nắm thêm một lần, coi như là nói lời từ biệt, huynh đừng giận. Thẩm Cảnh Phùng không nói gì, chỉ còn tiếng mưa đập bồm bộp vào tán ô, trong lòng Diệp Trần có hơi hụt hẫng. Dũng khí dồn mãi mới có, bị sự im lặng của đối phương đập vỡ tan tành. Diệp Trần chậm chậm thả tay đối phương ra, nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Thẩm Cảnh Phùng run run, chàng cũng không biết tại sao mình lại giữ tay đối phương lại. Chàng chỉ biết lúc nàng bỏ tay ra, trong lòng chàng bỗng thấy vô cùng hoảng hốt. Chính chàng cũng chẳng biết thứ cảm giác hỗn loạn này xuất phát từ điều gì. Trong lúc chàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì tay chàng đã nắm lấy tay đối phương rồi. Chàng cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng bàn tay nắm tay vẫn cứ run lên. Diệp Trần ngơ ngác nhìn chàng, nương theo ánh sáng của những ngọn đèn, chàng cố nhìn giọng khàn khàn. Trời giá rét, đừng để bị lạnh. Nói xong, chàng càng nắm tay nàng chặt hơn, tiễn nàng về tận phòng. Tim Diệp Trần chợt đập nhanh, bàn tay chàng ta rất lớn, rất ấm áp. Hai người nắm tay nhau rất chặt, vì căng thẳng mà lòng bàn tay rịn mồ hôi. Đến tận cửa, Thẩm Cảnh Phùng mới thả tay. Chàng không dám nhìn Diệp Trần, chỉ buông một câu. Cô nương vào trong phòng đi. Huynh... Diệp Trần có hơi ngượng ngùng, túm chiếc áo choàng được chàng ta khoác cho lý nhí nói. Huynh xử lý xong chuyện ở Tây Vực, sẽ về lại chứ? Thẩm Cảnh Phùng không trả lời, chàng cúi nhìn, Diệp Trần ngước lên, đôi mắt long lanh đầy chờ mong, dưới ngọn đèn sáng, in trong đôi mắt lấp lánh ánh lửa là bóng dáng của chàng. Chàng nghe tiếng tí tách bên ngoài, cảm thấy lòng lắng lại, dường như khắp thế gian, nơi đây là chốn an thân của chàng. Chàng nghĩ tới lần đầu tiên thấy nàng, nàng mặc bộ đồ đỏ rực đứng đối diện với chàng. Đây là thê tử của chàng, chí ít thì đã từng là thê tử của chàng. Chàng không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của nàng. Chàng khẽ thì thào. Được, chờ ta hết bận. Chàng ôn tồn bảo, ta sẽ quay về. Tốt quá, Diệp Trần gật lia lịa. Ta chờ huynh về. À, huynh còn từng bảo sẽ làm cơm cho ta nữa. Ta chờ huynh về đấy. Được, chàng mỉm cười sau đó quay lưng, che ô bước đi. Chiếc trường sam trắng ướt mưa, kiếm đeo bên hông, bông lau trên tán ô, dưới ánh đèn mờ tỏ, dường như đang khẽ đung đưa, đẹp hệt một bức tranh. Diệp Trần tựa vào khung cửa, lồng hai tay vào trong tay áo, xúc động cảm thán. Đúng là mỹ nhân, đẹp thật đấy. Nói xong Diệp Trần vui vẻ hỏi, độ thiện cảm được bao nhiêu rồi? Ê, sao? Hình như tôi bị hỏng rồi. Bà Tám lúng túng, cô chờ một chút, tôi sửa xong ngay đây. Sao mà hỏng chứ? Diệp Trần thắc mắc. Bà Tám thở dài một tiếng, sốt ruột bảo, chỉ số thiện cảm cứ nhảy lên nhảy xuống, lúc 15, lúc lại 30, có lúc lên tận 70, lát sau lại còn có 5. Cô nói coi có phải không phải hỏng thì là gì? Diệp Trần ngạc nhiên, tình huống này thực sự hình như cô đã từng gặp rồi. Nhưng Diệp Trần quyết định giữ im lặng, chỉ lén lén hỏi thăm một chút. Lúc cao nhất là bao nhiêu? 92. 38 nhìn xong liền bấm màn hình gọi điện cho tổng bộ. Anh ba quản lý có ở đó không? Ồ, không có à? Anh hỏi giúp tôi thử, chỗ tôi lại hỏng rồi. Ờ, có phải lỗi của tôi đâu. Đợi đã, đừng cúp. Tôi vẫn chưa nói. Đệt, ai cho cúp máy hả? 38 bị cấp trên cúp máy, tức mình đứng bấm gọi điện điên cuồng. Diệp Trần ngồi xuống chiếc bàn ngay trước mặt, nhìn mưa thu bên ngoài, lòng lặng lẽ suy tư. 92, cao thật đấy. Vậy nên huynh sẽ về đúng không? Diệp Trần ngồi yên ngẫm nghĩ. 38 đứng một bên lảo bảo. Ngồi một lúc thấy mỏi mệt, Diệp Trần bèn bảo 38 tắt hệ thống âm thanh rồi đi ngủ. Ngủ đậy giấc xong giật mình tỉnh dậy, Thu Sinh bê chậu nước rửa mặt vào gọi. Sư tỷ, Thẩm công tử đi theo người của phái Nhạc Sơn đi mất rồi. Diệp Trần ngồi đực ra rồi gật đầu. Ừ. Xuân Sinh cầm khăn tay nói tiếp. Sư tỷ, mà công tử cũng mang người đi rồi. Diệp Trần gật đầu. Biết rồi. Hai ngày đó thì hết rồi, nhịp sống của Diệp Trần bỗng hơi đơn điệu. Ngày ngày Diệp Trần ở trong phòng thuốc châm cứu, được ít hôm, người của Dược Vương Cốc đi chẩn bệnh hết, chỉ còn mỗi mình Diệp Trần ở lại trông coi cốc. Diệp Phong đi được một ngày thì ngày hôm sau, đám đệ tử của Diệp Phong đã đi dầm dập chạy về. Sư tỷ không hay rồi, Xuân Sinh rốt cuộc là cốc chủ bị người ta bắt cóc rồi. Bắt cóc? Diệp Trần nhận ra, ai bắt? Thanh nữ Nguyệt Sinh. Xuân Sinh lập tức nói ra một cái tên Diệp Trần rất quen tai khiến cô hóa đá. Nguyệt Sinh bắt cha cô làm cái gì? Nhìn chúng cha cô chắc. Nàng bắt cha ta làm gì? Diệp Trần hỏi thẳng ra miệng. Xuân Sinh thở lấy hơi rồi nói tiếp. Nguyệt Sinh bảo sư tỷ đi một mình đến ma giáo, không được dẫn theo bất kỳ ai.
đi người không lên núi hoặc là đem theo người. Và ngày hôm sau sẽ nhận được đầu của cốc chủ đưa xuống núi. Vô liêm sỉ! Diệp Trần đập tay xuống bàn tức giận quát, bắt nạt người quá đáng, mang hổ kim chân của ta tới đây, cả kiếm nữa, ta lập tức lên núi. Sư tỷ! Thu sinh lý nhí nói, sư tỷ đi không phải là chịu chết hay sao? Ta không đi thì biết làm sao bây giờ, nhìn cha ta chịu chết à? Diệp Trần lạnh lùng nói, kim châm và kiếm được đem tới. Diệp Trần mặc áo khoác, cất ngân châm vào túi, vừa vét hết các loại độc dược và thuốc viên bỏ vào xong rồi đi thẳng ra ngoài, sai người dắt ngựa tới, dặn dò Xuân Sinh Thu Sinh xong, lập tức thúc ngựa phi tới chỗ ma giáo. Diệp Trần mới ra khỏi Dược Vương Cốc, Thu Sinh đã lẩm bẩm, giờ biết làm sao đây, Dược Vương Cốc chúng ta chắc chắn không thể động vào ma giáo được đâu. Làm sao, báo cho thẩm công tử chứ còn sao. Xuân Sinh rốt sắng đi tìm Bồ Câu đưa thư, giờ trong võ lâm có thể đối đầu với ma giáo, ngoài Nhạc Sơn phái thì còn có ai khác nữa đâu, phải mau báo tin thôi. Xuân Sinh nhanh chóng viết thư cho thần Cảnh Phùng, còn Diệp Trần thì bắt đầu bôn ba trên hành trình đi đến chỗ ma giáo. Từ lúc đến thế giới này, đây là lần đầu tiên bên cạnh cô không còn một ai, có cảm giác cuối cùng cũng có thể đại sát tứ phương rồi. Ký chủ, cô kiềm chế chút đi. Ba Tám bó tay ngao ngắn, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng có động thủ, giờ cô là lang y không phải kiếm khách đâu. Biết rồi biết rồi. Diệp Trần gật gù, có thể dùng độc dược thì không dùng ngân châm, có thể dùng ngân châm thì không dùng đến kiếm, anh cứ yên tâm đi. Nói xong Diệp Trần thúc ngựa chạy như điên thẳng một mạch tới dưới chân núi ma giáo. Dưới chân núi ma giáo có một con sông dài, trên con sông dài có một đường cáp treo. Diệp Trần dừng ngựa trước cáp treo, một người của ma giáo đứng bên kia bờ đối diện hô to, người tới là ai? Diệp Trần hô to trả lời, Diệp Trần Dược Vương Cốc xin được bái kiến. Sau khi Diệp Trần trả lời, cánh cổng thành lớn tráng lệ dẫn vào sơn cốc từ từ mở ra. Diệp Trần nhảy xuống ngựa, đi cáp treo qua. Một ông cụ mặc áo choàng đen đứng cạnh cổng, lồng hai tay trong ống tay áo, tiến về phía Diệp Trần làm lễ chào hỏi. Diệp tiểu thư, mời đi theo hướng này. Diệp Trần gật đầu đi theo ông cụ vào thành. Sau khi qua cổng là đến một thành nhỏ dưới chân núi, người người ở chỗ này trông đều hung thần ác sát. Tiếp đó là dãy bậc thang dài uốn lượn vòng quanh núi, dẫn lên trên. Diệp Trần đi theo ông cụ lên núi, đi được một lúc thì thấy xuất hiện một bãi đất trống. Giữa bãi đất trống dựng một pho tượng Phượng Hoàng, sau bãi đất trống là bậc thềm xây bằng đá cẩm thạch đen, chính giữa có phủ điêu bằng ngọc trắng tạc hình long phụng. Ở đầu thềm, một thiếu nữ mặc váy dài màu lửa đỏ rực đang đứng, giữa trán vẽ hoa văn hình ngọn lửa, trên tay đậu một con diều hâu, nghiêng nghiêng nhìn Diệp Trần. Đứng cạnh ả là Diệp Phong bị người ta bắt giữ, hai thanh đao kề trên cổ. Diệp Phong trông thấy Diệp Trần, thương con như đứt từng khúc ruột. Con gái à, sao con lại tới đây chứ? Con tới làm cái gì vậy? Đã đi sao chỉ đi có một mình chứ? Vân vân và mây mây. Diệp Trần trông thấy dáng vẻ héo rũ của Diệp Phong, chỉ vì giữ tôn nghiêm của võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Diệp Trần làm ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Xanh, dùng nội lực chuyển âm. Cô muốn ta tới đây làm gì? Nói xong Diệp Trần lại hiếu kỳ hỏi trong đầu. Anh vào thế giới này, nếu không có nội lực, khoảng cách xa như vậy, tôi mà gân cổ lên gọi Nguyệt Xanh thì có phải chồng sẽ hay ho lắm hay không? Phải đấy, Ba Tám lập tức gật gù. Tôi nghĩ cô chỉ có thể kêu được một tiếng Nguyệt Xanh thôi. Hay, Nguyệt Xanh, hay, Nguyệt Xanh. Ta bảo cô tới là vì giáo chủ của bọn ta. Nguyệt Xanh bất ngờ lên tiếng. Cắt ngang đoạn giáp hát đối của một người một hệ thống. Diệp Trần vẫn còn đang quay cuồng trong màn đọc giáp, trong đầu toàn là Nguyệt Sinh hay, nhưng vẫn tỏ vẻ ung dung, nói với Nguyệt Sinh, nói thẳng đi, giáo chủ của bọn ta nhìn chúng cô, muốn cưới cô, cho cô hai con đường, hoặc là làm thị thiếp của giáo chủ ma giáo bọn ta, ma giáo và Dược Vương Cốc kết thông gia, hoặc là hôm nay sẽ được xem phụ thân cô đổ máu ngay lập tức, cô thấy sao? Diệp Trần hoảng hốt, nhanh tay lật một lượt xem lại nội dung của thế giới, xác nhận cẩn thận ba lượt, cuối cùng nói với Ba Tám, cô ta đúng là nữ chính. Có nữ chính nào giúp nam chính mở hậu cung như vậy không? Trong chuyện ngựa được, có lại con gái nào mà không có? Cô có tin, giờ cô hỏi ả tại sao, ả sẽ đáp là trái tim của nam chính cuối cùng vẫn thuộc về ả không? Ba Tám thở dài, bận game lên, thế giới này quá đáng sợ, tôi phải đi chơi game để an ủi mình đi. Cô không mến mộ Mạc giáo chủ à? Diệp Trần không thể hiểu nổi, bèn hỏi thẳng. Nguyệt Xanh cười khẩy một tiếng. Ta muốn để chàng biết, đám đàn bà các ngươi chẳng thú vị cỡ nào. Vị trí của giáo chủ phu nhân cuối cùng cũng chỉ có thể là của ta. Cô cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Mẹ đúng là đồ thần kinh.
Cô gặp phải một đứa thần kinh chắc rồi. Theo bản năng, Diệp Trần đặt tay lên thân kiếm. Ba Tám cũng đồng thời chạm tay lên nút điện giật. Đừng trách tôi không nhắc cô nhé, Ba Tám khoan thai nói. Chưa đến thời điểm sống còn không được làm sai lệch bản chất đã thiết lập sẵn của nhân vật. Tôi không biết là tôi sẽ làm gì đâu. Cô phải làm gì thì cô tự biết rồi đấy. Cảm ơn. Diệp Trần rời mắt khỏi cái nút bấm giật điện trên tay Ba Tám, thuận thế rụt tay khỏi thần kiếm. Diệp Phong vẫn tiếp tục rên rỉ. Nguyệt Xanh lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Nghĩ xong chưa? Xong rồi. Diệp Trần bình tĩnh đáp. Trước khi thành hôn ít nhất cũng phải để ta diện kiến giáo chủ của các ngươi chứ. Chỉ nạp thiếp thôi, thành hôn gì chứ? Nguyệt Xanh cười khẩy. Ta đã phát thiệp mời rồi, hôm khác sẽ rước cô qua cửa. Giáo chủ hiện không có ở tại bổn giáo, tất cả mọi sự đều do ta làm chủ. Thế ta có thể hỏi một câu? Diệp Trần cau mày. Nguyệt Xanh hơi hất cằm lên. Nói đi, rốt cuộc là cô cưới ta hay là giáo chủ? Nguyệt Xanh hóa đá trong giây lát, sau đó giận dữ quát lên. Cút! Cô gái này thật là vui buồn mừng giận thất thường. Có điều tuy Nguyệt Xanh mừng giận thất thường, nhưng cũng không đến nỗi quên hết chuyện cần phải làm. Sau khi đồng ý gả cho Mạc Tịch Thần, Nguyệt Xanh sai người lấy mọi thứ Diệp Trần mang theo, nhốt cô trong một gian phòng nhỏ, rồi báo tin cho các đại môn phái của Võ Lâm. 7 ngày sau, Diệp Trần sẽ được đón vào cửa làm thiếp thất của Mạc Tinh Thần. Con gái của cốc chủ Dược Vương Cốc, vợ cũ của con trai trưởng môn phái Nhạc Sơn, bỗng nhiên trở thành thiếp của giáo chủ Ma Giáo. Đây đúng là chuyện vô cùng nhục nhã và mặt Võ Lâm bùm bốp. Nhưng mà nhiều năm qua, Ma Giáo đã xây dựng được tầm ảnh hưởng quá lớn, người trong Võ Lâm lại chia năm xẻ bảy, không ai muốn là kẻ đứng mũi chịu sào. Vậy nên sau khi viết tin, tức thì tức, nhưng chẳng có ai dám ra mặt. Lúc nhận được tin, Thẩm Thu Hà giận đến mức ở lì trong phòng đập phá đồ đạc. Thẩm Cảnh Phùng vừa trở về đến Nhạc Sơn, nghe tiếng Thẩm Thu Hà đập đồ trong phòng bèn hỏi. Phụ thân, sao vậy ạ? Thẩm Thu Hà mở miệng định nói, nhưng lời ra đến miệng rồi, chẳng biết nghĩ gì mà nuốt lại. Không sao cả. À mà này, Cảnh Phùng à, cô nương nhà họ Diệp kia, rốt cuộc con nghĩ thế nào? Thẩm Cảnh Phùng im lặng một hồi rồi mới trả lời. Cảnh Phùng không có ý gì với Diệp cô nương cả. Con bé tốt biết mấy. Thẩm Thu Hà cảm thán một tiếng xong, đột nhiên hỏi. Cảnh Phùng, con không có gì với Diệp cô nương, không phải là vì còn vướng mắc chuyện của mẹ đấy chứ? Thẩm Cảnh Phùng không trả lời. Thẩm Thu Hà vỗ vai chàng bùi bùi vào. Cảnh Phùng à, qua rồi thì thôi. Lần này con theo Nguyệt Xanh tới Ma Giáo, tuy không mang được thi cốt về, nhưng con cũng đã nỗ lực rồi. Sau này hãy nhìn thoáng ra một chút. Hiện giờ Ma Giáo và chính phái chung sống hòa bình, con chỉ cần chăm chỉ lo luyện tập võ nghệ, sau này dẫn dắt Nhạc Sơn phái ta phát dương quang đại là được rồi. Thẩm Cảnh Phùng cụp mắt xuống tránh để lộ cảm xúc, nói nhẹ nhàng. Phụ thân yên tâm, Cảnh Phùng sẽ không sống buông thả. Giỏi lắm, cũng muộn rồi đấy, mai con còn phải đi Tây Vực nữa, mau đi nghỉ đi. Thẩm Cảnh Phùng gật đầu, để bữa khuya bưng tới lại rồi ra khỏi phòng. Chàng vừa ra tới ngoài cửa liền nghe thấy tiếng Thẩm Thu Hà cảm khái. Tiếc thay cho con bé Diệp Trần, kiếp này đành phải chấp nhận số mệnh vậy. Thẩm Cảnh Phùng sững người, chàng vội đảo bước trở về mở toang cửa phòng Thẩm Thu Hà lo lắng hỏi. Diệp Trần sao ạ? Thẩm Thu Hà giật mình nhìn Thẩm Cảnh Phùng. Sao mà con thính tai quá thế hả? Rốt cuộc Diệp Trần làm sao? Thẩm Cảnh Phùng cao giọng nhìn chăm chăm vào tên sai vặt đứng cạnh Thẩm Thu Hà. Thường ngày chàng rất có uy ở Nhạc Sơn phái. Tên sai vặt lập tức quỳ xuống thưa. Nguyệt Xanh bắt cóc cốc chủ Dược Vương Cốc uy hiếp, đòi Diệp tiểu thư phải gả cho Mạc Tinh Thần làm thiếp, mùng 3 tháng 9 sẽ làm lễ qua cửa. Thẩm Cảnh Phùng không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Thẩm Thu Hà đuổi theo. Đứng lại, con muốn đi làm gì hả? Đi cứu nàng, con quay lại đây cho ta. Thẩm Thu Hà quát, con lấy gì để cứu hả? Giờ Võ Lâm suy tàn, Võ Lâm chính đạo liên thủ còn có chút khả năng, một mình con đi là để chịu chết hay sao? Hay con muốn cả phái Nhạc Sơn này chôn cùng với con, để cơ đồ trăm năm của Nhạc Sơn phái ta sụp đổ trong tay một mình con? Thẩm Cảnh Phùng đứng sững tại chỗ, chàng đưa lưng về phía Thẩm Thu Hà, bàn tay cầm kiếm run lên nhẹ nhẹ. Thẩm Thu Hà thở dài, Cảnh Phùng à, cho dù con không lo cho mình thì cũng phải nghĩ cho phái Nhạc Sơn chứ. Phái Nhạc Sơn, phái Nhạc Sơn! Thẩm Cảnh Phùng không chịu nổi nữa, quay quắt người lại gào lên. Cha yếu đuối không có năng lực, chịu trơ mắt nhìn muội muội của mình bị người cướp đoạt làm nhục, thì cốt giữ ở tháp vàng không thể siêu thoát, còn muốn ép con cũng phải dẫm theo vết xe của cha, để thê tử của mình cũng bị như thế hay sao? Thẩm Thu Hà đứng ngây ra như trời trồng. Chàng thanh niên tuấn tú đối diện đau khổ, nhắm mắt lại, sau đó vén vạt áo quỳ rạp xuống đất. Cảnh Phùng không thể làm theo. Giọng Thẩm Cảnh Phùng khàn khàn, bái biệt từ đây. Thẩm Thu Hà im lặng.
Ông nhìn chàng trai đang phục vụ dưới đất. Sau một hồi lâu, cuối cùng ông chậm chậm cất lời: "Thì ra, con vẫn còn nhớ à?" Thẩm Cảnh Phùng im lặng không đáp. Từng giọt mưa thu bắt đầu rơi tí tách, xung quanh chỉ còn tiếng nước mưa đập vào những chiếc lá. Thẩm Cảnh Phùng dập đầu đứng dậy, không trả lời câu hỏi của Thẩm Thu Hà, lập tức rời khỏi Nhạc Sơn, thúc ngựa phi suốt đêm. Trời mưa 3 ngày, áo choàng chàng cũng không kịp đổi, cứ thế đội mưa đi thẳng một mạch. Chàng không biết mình bị sao nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn toàn là bóng dáng của Diệp Trần. Áo cưới đỏ như máu, thân như phượng hoàng lửa, bóng tối mịt mùng. Nàng dắt chàng đi, từng bước về phía trước. Nàng tựa vào vai chàng trong tiếng mưa rơi, hơi thở ấm áp, tiếng hít thở đều đều, khiến cơn mưa mùa hạ dường như cũng trở nên êm ái dịu dàng. Nàng ngã dưới gốc hoa lê, nằm bên dưới chàng, chỉ hơi quay đầu, môi đã đi lướt qua làn da. Chàng nhớ rất nhiều khoảnh khắc, ngay cả khi chàng đang không nhìn thấy gì, thì tựa hồ chàng vẫn có thể phác họa được bóng dáng nàng trong ký ức. Đến tận lúc này đây, chàng mới nhận ra người ấy đã ngự trị trong tim chàng lâu đến thế, sâu đến thế. Hình bóng nàng trộn lẫn vào giữa hình bóng của mẫu thân đầm đìa máu, 4 năm sống không bằng chết ở ma giáo. Mẫu thân che chở để chàng chạy xuống núi, họ bị bao vây, muốn bức hai mẹ con họ phải tự sát vì tuyệt vọng. Nhưng mẫu thân vẫn luôn che chở cho chàng, máu tươi đỏ thắm thấm vào lòng đất. Chàng siết chặt dây cương, chưa lúc nào cảm thấy sợ hãi như lúc này. Chàng chỉ muốn nhanh hơn một chút, nhanh thêm chút nữa. Chàng quyết không thể, tuyệt đối không được để Diệp Trần bị đẩy vào chung một kết cục với mẫu thân. Trong lúc Thẩm Cảnh Phùng gấp rút đi, Diệp Trần bị nhốt trong một căn phòng tối, đói đến hoa mày chóng mặt. Nguyệt Sinh không thích cô cho nên muốn trả thù, để tra tấn Diệp Trần, không cho cô ăn cơm. Mỗi ngày chỉ có nửa cái bánh bao và một chút nước cầm hơi, nhốt cô trong phòng tối. Dưới sàn toàn chuột là chuột. Nếu Diệp Trần là một đại tiểu thư liễu yếu đào tơ thật thì chắc đã sợ chết khiếp rồi. Cũng may Diệp Trần lại là một đứa dám bắt chuột nướng ăn trên núi của Thiên Kiếm Tông, có sẵn cái uy mà chẳng chuột nào dám tới gần. Dù không bị lũ chuột làm tình làm tội, nhưng không có cơm ăn nên Diệp Trần vẫn không ngủ nổi. Suốt 7 ngày, Diệp Trần hấp hối hỏi Ba Tám: "Ba Tám, giờ tôi đã được tính là vào lúc sinh tử hay chưa?" "À." Ba Tám ngượng ngùng nhắc nhở Diệp Trần: "Ký chủ này, chỉ số thể lực của cô hiện tại là 70 đấy." "Cái đẹp!" Diệp Trần kinh ngạc giật nảy mình. "Tố chất thể lực của tôi tốt đến vậy cơ à?" "Hẳn là do bình thường ăn nhiều đấy." Diệp Trần ỉu xìu ngồi bệt xuống rầu rĩ hỏi: "Anh bảo giờ biết làm gì đây? Chẳng lẽ tôi thực sự phải gả làm thiếp của Mạc Tinh Thần à?" "Kệ nó, đến đâu thì đến. Dù gì thì giờ hắn vẫn đang chưa ở đây, cô đâu đã bị thua thiệt gì đâu." Ba Tám khuyên bảo: "Chuyện cấp bách lúc này là phải cứu cha cô xuống núi đã. Ông ấy xuống được núi thì chúng ta chạy." Diệp Trần gật gù: "Mình có chạy đúng là không thành vấn đề, chỉ cần Diệp Phong xuống núi được là được." Thế là Diệp Trần ngoan ngoãn ngồi chờ đến ngày làm lễ, định bụng hễ Diệp Phong xuống núi là mình liền tìm cơ hội chuồn ngay. Nguyệt Sinh đã hứa với cô hôm thành hôn sẽ thả Diệp Phong rồi. Ở thế giới này, cho dù là trong giang hồ, danh tiết cũng vẫn vô cùng quan trọng với các tiểu thư khuê các. Nếu Nguyệt Sinh thật sự làm chuyện này và cô cứ thế ngoan ngoãn ngồi trong thân phòng cả đêm, bất kể Mạc Tinh Thần có ở trong phòng hay không, thì đối với người giang hồ, cô đã không còn đường quay về nữa rồi. Ví như năm xưa, giang hồ từng có một vị mỹ nhân cũng bị ma giáo bắt, sau đấy đã dùng cái chết để tỏ rõ sự trong sạch của bản thân. Mỹ nhân đó tên là gì nhỉ? Diệp Trần tạm thời không nhớ ra. Cô đói quá rồi. Trời sáng, Nguyệt Sinh dẫn theo người tới khinh khỉnh nhìn Diệp Trần: "Đứng dậy đi, ăn bữa cơm rồi chuẩn bị lên kiệu." "Nói thật?" Diệp Trần bị người ta lôi dậy hổn hển nói với Ba Tám: "Nếu không phải nàng ta bảo là lên kiệu hoa, khéo tôi lại tưởng là lôi đi ăn bữa cuối trước khi chém đầu cơ đấy." "Ký chủ, chỉ số thể lực của cô đang là 70 đấy, đừng có giả vờ yếu ớt như vậy có được không? Cảnh này thật là khó coi." Diệp Trần eo uột bám lấy người một thị nữ, giả bộ sắp ngất xỉu đến nơi, lườm xéo Ba Tám: "Anh thì hiểu cái gì, đây gọi là có sách lược." "Không hiểu gì hết, ký chủ ngớ ngẩn nhà anh ta mà cũng biết có sách lược, thật là đáng giật mình." Diệp Trần bị người ta lôi đi tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ đỏ, dựa theo nghi lễ của ma giáo. Loại đàn bà là đồ chơi cho giáo chủ như cô thì không cần phải có mặt của giáo chủ, cứ đón thẳng vào thánh điện cho thánh nữ làm lễ rửa tội là xong. Mối quan hệ giữa giáo chủ ma giáo và thánh nữ rất là kỳ lạ. Giáo chủ và thánh nữ về nguyên tắc là tương đương như phu thê, con của họ sẽ là giáo chủ đời kế tiếp. Thế nhưng giáo chủ tiền nhiệm lại không thích thánh nữ, không có con nối dõi chính dòng. Mạc Tinh Thần được giáo chủ tiền nhiệm nhận làm con nuôi, mà quan hệ giữa Mạc Tinh Thần với thánh nữ đương nhiệm Nguyệt Sinh cũng hết sức thú vị.
Nghe đồn là Nguyệt Xanh yêu đơn phương Mạc Tinh Thần, thế nhưng Mạc Tinh Thần lại không thích Nguyệt Xanh, toàn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài để giữ chân Mạc Tinh Thần. Hễ chàng ta thích ai là Nguyệt Xanh liền đi quấy rối người đó. Và giờ là đến phiên Diệp Trần bị nàng ta quấy rối. Diệp Trần ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Mạc Tinh Thần để ý mình? Cũng phải, cô là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Mạc Tinh Thần để ý cũng chẳng kỳ lạ chút nào hết. Diệp Trần bị trùm khăn hỉ đỏ rồi được người ta dắt từng bước một đi tới thánh điện. Tới trước thánh điện, Diệp Trần nghe thấy tiếng cửa lớn mở, thị nữ đang định kéo cô vào thì Diệp Trần bất ngờ lên tiếng. Khoan đã! Sao nào? Muốn đổi ý à? Giọng Nguyệt Xanh vọng ra từ trong đại điện. Diệp Trần đáp, ta không đổi ý, chỉ là ta muốn xác nhận xem cha ta có phải đã thực sự được thả hay chưa. Cô tưởng là ta giống lũ khỉ các người, nói lời không giữ lời hay sao? Nguyệt Xanh cười khẩy, lão ta đã ở dưới chân núi rồi, cô bắt đầu làm lễ, bọn ta lập tức sẽ thả người. Diệp Trần gật đầu, để ba tám xác thực một lượt những gì Nguyệt Xanh nói là thật, xong mới theo người ta vào trong. Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân cô có một chiếc đệm bồ đoàn, trên vai là một chiếc roi và giọng nói lạnh tanh của Nguyệt Xanh. Quỳ xuống. Diệp Trần quỳ xuống. Khăn hỉ bị Nguyệt Xanh dùng roi hất ra. Diệp Trần nhắm mắt quan sát kết cấu bên trong của đại điện. Thánh điện có hình tròn, bốn cột đá khắc hình rồng xếp thành nửa vòng tròn. Trước cột rồng là một cái đài cao màu trắng, vẽ chi chít kinh văn bằng chu sa, trông rất quái dị. Trên đài kê một cái đệm đôi, hai người ngồi. Bình thường thánh nữ và giáo chủ sẽ ngồi chung với nhau trên đó. Tòa nhà này có cấu kết mái vòm lộ thiên. Đóng cửa là cả đại điện tối om như mực, chỉ có một lỗ nhỏ trên đỉnh là có ánh sáng rọi xuống. Luồng sáng đó chiếu đúng vào chỗ Diệp Trần đang quỳ. Trong bóng tối, có 9 cô gái đứng xung quanh Diệp Trần, tay mỗi người cầm một ngọn nến cắm trong chén nhỏ, đưa lưng lại với Diệp Trần. Diệp Trần cảm thấy khá bối rối, tình cảnh này trông thật quái gở, tố chất tâm lý của cô cũng không tốt lắm đâu. Nguyệt Xanh nheo mắt nhìn cô ả, trông đầy ung dung tự tại trước mặt, lạnh lùng ra lệnh, cởi đồ ra. Tự dưng lại bảo một câu như vậy, cô đến chết mất thôi. Cô không nghe lầm chứ? Nguyệt Xanh bảo cô cởi đồ ra. Diệp Trần hoảng hốt nhìn Nguyệt Xanh, Nguyệt Xanh cả giận quát, cô nhìn thế là có ý gì hả? Không tẩy rửa cái cơ thể dơ bẩn ấy đi thì làm sao có thể gia nhập thánh giáo ta chứ? Diệp Trần sực hiểu ra gật gù bảo, hiểu hiểu, là do ta suy nghĩ quá nhiều, thánh nữ làm sao có thể có ý với ta chứ? Diệp Trần, cô thật là dơ bẩn. Diệp Trần gật gù, xin lỗi, là do đầu óc ta xấu xa. Cởi đồ. Vì chỉ có mỗi Nguyệt Xanh nhìn lại là nữ, Diệp Trần cũng không thèm đôi co, cứ coi như là mình đang đi nhà tắm công cộng là xong, thoải mái cởi đồ ra, vừa cởi vừa dặn, cô đừng có nhìn ta đấy. Ai nhìn chứ? Ta cảnh cáo cô, thực sự đừng nhìn ta. Nhìn cô thì làm sao? Nguyệt Xanh bị khích nên lại nhìn. Diệp Trần kéo áo che mặt cười đầy tiện, ta sợ bộ ngực to của ta đâm mù mắt cô. Vừa nói đùa một câu liền bị một dòng điện chạy qua người. Diệp Trần đau ớ lên một tiếng, tức quá quát ầm lên, ba tám, anh bị điên rồi à? Tôi thấy cô mới điên đấy. Ba tám co người lại, lần này không phải là tôi nhấn, là tổ tuần tra trên tổng bộ kiểm tra thử nghiệm. Ngoan, tiếp tục diễn trò với Nguyệt Xanh đi. Diệp Trần cảm thấy hôm nay vận may của mình chắc đã chạm đáy mất rồi. Cô hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Nguyệt Xanh nghiêm túc nói, tiếp tục đi, để con thả cha ta sớm một chút. Nguyệt Xanh thu biểu cảm về, ngày hôm nay cứ như gặp phải ma vậy. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên trời, điềm tĩnh nói, trời đó. Nói xong, 9 người kia bắt đầu hát một làn điệu kỳ lạ. Nguyệt Xanh đứng khoanh tay, nhắm mắt lại nghe. Diệp Trần tự ôm lấy mình, trời vốn hơi lạnh, nghe mấy người kia hát lại càng thấy lạnh hơn. Không biết phải bao lâu sau, mặt trời trốn đi đâu mất, một giọt nước mưa rơi trúng mặt Diệp Trần. Cô ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Xanh mở mắt, từ trong áo lấy chiếc roi phóng vút ra quất tới. Chắn cảm giác đau. Ba Tám giật mình hét toáng lên. Động tác chuẩn bị bỏ chạy của Diệp Trần lập tức dừng lại. Ba Tám nghiêm túc bảo, khí chủ, cố chịu một chút, cố chịu một chút nhé, để cứu Diệp Phong ra ngoài đã. Cái nghi thức của mẹ gì đấy? Nguyệt Xanh, cô đợi đó. Bình tĩnh chút nào. Ba Tám và Diệp Trần nói qua nói lại trong đầu, trong lúc cơ thể Diệp Trần đổ dốc về trước. Nguyệt Xanh không biết là đang tụng cái gì, vừa tụng vừa quất lên lưng Diệp Trần. Đến tận lúc cả lưng cô đầm đìa máu tươi mới thấy ả ta dừng tay, ngồi xổm xuống dùng máu vẽ những hoa văn quỷ quái lên người Diệp Trần. Vẽ hoa văn kín người Diệp Trần xong, Nguyệt Xanh đứng dậy phẩy tay áo, rồi liền sau đó có tiếng chuông đánh. Đúng lúc này, Ba Tám bảo với Diệp Trần, Diệp Phong được thả rồi. Được, hay lắm. Diệp Trần thở hổn hển, vậy là tôi có thể đánh ả ta được rồi chứ gì?